Nói chung là vai diễn khó lắm, khó vô cùng. Bởi bình thường mình nói hơi nhiều, lên phim mình nói hơi ít, hay còn gọi là bị khóa mồm. Nói chung là vai diễn này là Tiến thử thách mình rất nhiều, vì bản chất của mình là một cái người khác hẳn với nhân vật trong phim. Vì cá nhân mình ấy là không thích cái gì là mình sẽ xúc luôn, nhưng mà vào trong phim mình trở thành một người phụ nữ nhẫn nhịn đấy mọi người. Nhẫn nhịn không phải là cái đức tính của mình mà mình phải vào một vai diễn như vậy. Đó là một trong những cái khó khăn đối với mình, và đặc biệt là diễn vai một người vợ bị cắm sừng mà vẫn dịu dàng yêu chồng, khác mình quá các bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ rằng là một thử thách lớn, một thử thách khó, đi ngược với tính cách của mình, đó là một bài toán khó mà Tiến dành cho mình. Mọi người hãy đến rạp xem phim để xem mình dịu dàng và nhẫn nhục cỡ nào nha mọi người. Chị kỳ vọng như thế nào về bộ phim này, cũng giống như là cái doanh thu của bộ phim này? Bộ phim này không phải là một dạng phim dễ để tiếp cận nhiều người xem. Nó là một dạng phim về tâm lý, tình cảm. Nó mang rất nhiều những áp lực với người xem, có nghĩa là những cái luồng suy nghĩ, những cái luồng đấu tranh tư tưởng của một con người thì rất là nhiều. Thì nó sẽ kén những cái khán giả, họ có những cái chiều sâu. Đây không phải bộ phim hài, cũng không phải một bộ phim để mà chúng ta ngắm những gái đẹp, mà là một bộ phim cho chúng ta những trải nghiệm, ngẫm mình trong những nhân vật trong phim. Đó là những cái rối ren trong cuộc sống này, đó là những cái đấu đá trong cuộc sống của một gia đình. Chúng ta sẽ thấy chúng ta trong đó, từ những việc phân chia tài sản, những cái quyền lợi trong một gia đình không có, chúng ta sẽ làm gì, hành xử của mỗi một con người khi lập gia đình mà mất đi cái chữ tiền, nó sẽ khủng khiếp cỡ nào. Và Trang nghĩ rằng là nếu chúng ta muốn xem những bài học để tránh mình nếu đi vào vết xe của việc tham lam quá mức, thì sẽ xem Hạnh Phúc Máu. Mà Trang thì không tham được, vì Trang tự làm ra tiền, nên Trang không dám đi cướp, gọi là tranh đấu cái tài sản với anh em trong gia đình đâu. Trang cho tất. Có cái điểm giống nhau nào của cô Càng bún đậu với lại cái nhân vật Hạnh Phúc Máu? Cái điểm mà của Trang với nhân vật Kim Thiện trong phim chắc chắn là yêu chồng. Giống một chi tiết duy nhất cuộc đời là yêu chồng. Nhưng mà cái nhân vật Kim Thiện yêu chồng, nhẫn nhịn đủ cứng mới dẫn đến việc thủ tiêu chồng. Còn Trang thôi, Trang không dám thủ tiêu chồng đâu, Trang bỏ luôn. Trang đi yêu người mới, bởi thủ tiêu chồng thời buổi này là vào tù đấy. Trang sợ vào tù lắm. Thực tế là Trang đã từng được làm việc với Má Kim Thiện một lần ở trong vở kịch Đêm Vượn Hú cái đây 8 năm. Thực tế mà khi làm việc với Má mới thấy rằng là mình được truyền một cái lửa cực lớn, bởi vì Má rất lớn tuổi, nhưng mà cái chất giọng của Má, những cái thể hiện nội lực của Má cho từng vai diễn, mà Trang không những chỉ được làm việc cùng một vở kịch mà còn xem rất nhiều những phim Má Thiện đóng, thì Má Kim Thiện là một trong những người mà cho những cái người diễn viên trẻ như Trang có những trải nghiệm học hỏi và gọi là một cái ý thức làm nghề, tác phong chuyên nghiệp. Và mặc dù Má lớn tuổi nha, nhưng Má rất đúng giờ và Má luôn luôn là người tập trung cao độ cho vai diễn của mình. Còn Má Kim Xuân thì Trang, khi mà Trang lên đến Đà Lạt, Trang thấy rằng là với cái bối cảnh đó, sự di chuyển đó, Trang cũng sạc hết cả cái đôi qua bàn chân rồi, đi rất là mệt và rất là lạnh. Nhưng mà với một cái tuổi lớn của Má Kim Xuân, nhưng mà nếu như Má không có một cái sự sống chất cho vai diễn, không có một sự yêu thương Tiến và Tài, thì có thể là Má sẽ làm gián đoạn rất nhiều vì là sức khỏe của Má không đủ. Nhưng nhìn những lúc mà Má cố gắng vực dậy, uống ly trà gừng, uống một ly yến nóng để mà Má tiếp tục xuống cái hố đó, thật sự khủng khiếp. Mặc dù cái vai diễn của Trang không hề có mặt trong cái cảnh quay đó, nhưng Trang vì là rảnh mà ngày mai mới đến cảnh nhìn Má, đêm nay không làm gì ra ngắm Má, thì thấy Má bị trầm mình trong cái hố đó, mệt mỏi lắm mọi người. Cái gió rét nó rất là lạnh và thấu xương gan, nhưng mà phải làm việc suốt từ 3 giờ chiều make up và làm việc đến 7 giờ sáng hôm sau ăn. Thì mọi người thấy cái cường độ công việc để ra được một cái bộ phim Hạnh Phúc Máu toàn là quay đêm với một người lớn tuổi, nó là một cái áp lực và một cái sự thử thách cực lớn. Nhưng rất may là Má Kim Xuân sau một vài lần ho ốm, Má cũng gồng mình dậy, Má vẫn vững tin, và Má đã làm cho tất cả những người như Trang phải thấy rằng là mình còn trẻ mà mình còn phải đua 70 năm nữa mới được lại Má. Và Trang mong rằng mọi người đến rạp xem Má Kim Xuân, bởi
thì chắc chắn không làm mình thất vọng với vai diễn của mình. Trang luôn sẵn lòng, bởi vì bản thân không ai là hoàn hảo. Trang cũng chưa bao giờ tự kiêu hay tự cao về khả năng của mình. Dĩ nhiên một bộ phim sẽ có người thích hoặc không thích, sẽ có những ý kiến trái chiều và có những ý kiến thuận chiều. Tuy nhiên bản thân Trang là một người luôn lắng nghe sự góp ý trái chiều, bởi vì chỉ có khi mình lắng nghe sự trái chiều, mình mới rút kinh nghiệm cho mình. Nhất là với những người làm nghề thì mọi người càng phải nghe những góp ý của khán giả, bởi vì khán giả là góc nhìn đa chiều, là người trả lương cho mình, là người bỏ tiền mua vé, và người ta được quyền nói lên cái suy nghĩ của họ về vai diễn của mình. Và nếu như mình là một người có xác định làm nghề lâu dài, hãy nghe những góp ý khán giả và tôn trọng lắng nghe để chúng ta rút kinh nghiệm. Và bản thân Trang nghĩ rằng là chắc chắn thì Trang loại bỏ lượng anti-fan nha. Anti-fan thì sẽ luôn chê rồi, nhưng Trang sẽ luôn luôn lắng nghe và đọc từng comment của những khán giả nhận xét về mình. Mặc dù Trang không làm nghề nhiều, nhưng với mỗi một lời nhận xét, Trang sẽ ngẫm nghĩ để rút kinh nghiệm cho bản thân mình, để nếu có cơ hội tiếp tục trong những vai diễn khác, Trang sẽ tránh được những cái vết sai của mình ở tác phẩm cũ. Nếu mà Trang mà bị chồng phản bội, Trang cũng chả hơi đâu mà đi oánh ghen, ghen tuông mà làm cái gì, cũng xin là ra khơi nước luôn. Bởi vì bản chất của Trang, cái gì thuộc về mình sẽ mãi mãi là của mình, cái gì đã không thuộc về mình níu kéo cũng là vô ích. Trang là một người rất yêu, yêu tình yêu và sến nữa, rất yêu nhưng rất nghiêm túc và rất đàn ông trong một cái quyết định, nhất là bị phản bội. Bạn đi luôn. Bởi vì sao? Như Kim Thiện ấy mà xét áp lịch để giết chồng ấy, để cho chồng chết cháy ấy, thì cũng xin là Trang không bao giờ làm được. Trang không bao giờ gọi là tự dưng neuron thần kinh không hoạt động, tự dưng giết người xong đi vào tù. Ở ngoài hắn vẫn chơi gái đẹp, còn mình thì vô tù đâu được. Không được, không được. Anh cứ đi, còn tôi cũng sẽ đi. Chúng ta có thể kết thúc ở đây để bốn người có hai cái hạnh phúc riêng. Ok là vai diễn của mình như thế nào thì mình mong được khán giả nhìn nhận và nhận xét. Trang sẽ không nói gì về vai diễn của mình hay là chấm điểm cho thang điểm của mình, bởi vì sự chấm điểm, sự nhận xét dành về khán giả. Và Trang luôn cảm ơn mọi người, những khán giả thực thụ của điện ảnh sẽ luôn luôn đưa ra những góp ý cho Trang và ekip và tất cả những diễn viên đang làm nghề. Xin cảm ơn rất nhiều. Tiến trả quá nhiều tiền. Và lúc đó thì Trang bảo là chị không có nhu cầu đóng phim vì chị nhiều anti-fan lắm. Chị đóng phim là người ta sẽ trừng trị, anti-fan sẽ đá phim thì sẽ rất tội cho em. Không, em muốn chị đóng. Thì là lúc đó mình thở ra một cái giá mà mình nghĩ là nó sẽ không mời đâu. Thở ra một cái giá là để nó bỏ mình đi. Mình thở ra một cái giá 50 ngàn đô. Cái giá đấy là không thể xảy ra với một diễn viên hạng trung bình thường như mình. Mình đã đưa ra con số đó, nhưng Tiến bảo cho em 3 ngày. Thế mình thản nhiên, ôi giời ơi, nghĩ gì mà trả 50 ngàn, ôi giời ơi. 3 ngày sau Tiến gọi lại, ok bà chị. Thế là mình bảo thôi xong rồi, quân tử nhất ngôn, phải làm thôi. Mặc dù vai diễn này là một vai diễn đi ngược tính cách, không phải sở trường của mình, nhưng thôi, số tiền đó để mình có thể làm được những việc có ích cho xã hội này thì mình vẫn làm. Và mình đã theo bộ phim một quãng thời gian rất dài và tốn rất nhiều thời gian của mình, tốn rất nhiều tiền máy bay của mình, nhưng mà mình vẫn cảm thấy hạnh phúc, bởi vì là mình được góp một phần nhỏ cho những cái hạnh phúc của những vùng xa xa mà mình có duyên đi đến. Tức là Tiến dành cho mình đầu tiên là 50.000 đô Mỹ, và mình đã đi đến cái xã gì quên rồi, Long An, Thạch Hóa gì đó, xây dựng cây cầu đó. Nhưng vì cây cầu đó nó nằm ở một cái ngã ba sông cực lớn, nên cái việc phải xây một cây cầu với giá trị 50.000 đô là không được. Thì cây cầu khi mà lên dự trù kinh phí là 3 tỷ rưỡi, thì mình bảo Tiến ơi, giờ tao thích được không? Tiến bảo bà hay thích quá, bảo nhưng mà chị thích. Thế bảo chứ bây giờ em không làm thì thôi, chị lại phải đi làm cái nhỏ hơn thì chỗ này nhiều học sinh lắm. Thế Tiến bảo cho em 1 tuần, nó lại 1 tuần. Và rồi Tiến đồng ý chung toàn bộ số tiền cho cây cầu là 3 tỷ. Và nhân dân ở đó là vào huyện đoàn gì đấy đóng góp 500 triệu là cây cầu được 3 tỷ rưỡi. Và khi cây cầu xây xong, trời u là trời, cây cầu cực lớn. Vâng, chào thầy. Và mình thấy rằng là cái việc mình follow theo đoàn phim và mình tự trả chi phí ăn ở đi lại cho suốt quá trình quay phim trên Đà Lạt cũng là một số tiền không phải lớn đấy mình, nhưng mà nó mất rất nhiều thời gian của mình.
vì là mình còn kinh doanh buôn bán. Có những ngày mình phải bay lên Đà Lạt từ trưa 3 giờ chiều make up, xong là 8 giờ tối nhìn má Kim sân một cánh nhìn và đi về đó. Mọi người hiểu cái cảm giác không? Quay phim nhượng người ta cứ quay hết, không biết về người ta có lấy hay không. Nhưng mà vì đã mở mồm nói rằng là chị follow và chị sẽ không từ chối bất kỳ một thời gian nào của em, thì bản thân Trang phải là người follow theo toàn bản phim. Thì mình lên mình nhòm tí, có khi lên quay cái vai này, quay qua cái vai thôi, cũng phải lên một ngày là quay đi bay về. Nhưng mà mình thấy là ok, con dê không sao, quân tử đã nói là làm. Mình không bao giờ cảm thấy hối hận về điều đó. Và mình cảm thấy rằng là những ngày mình lên mình nhìn vai, nhìn mắt mọi người ấy, chỉ quay lướt qua mình thôi, mà mình lại được nhìn mọi người làm việc, được sống với cảm xúc của những nhân vật, được xem những cái xin hình, được xem những cú máy. Đó là một cái mà rất hữu ích. Có tiền không có được, đó là cách học, cách học về lập nghề. Và mình thấy rằng là làm hạnh phúc máu. Vai diễn của mình không lớn nhưng mà đủ cho mình thấy đó là một cái sự hy sinh xứng đáng, vì mình học được rất nhiều ở bé Tài. Bé Tài là diễn viên đóng cùng với Tiến, mặc dù bé là một diễn viên mới, chưa phải là một diễn viên quá nổi tiếng, nhưng cái cách làm việc của bé Tài và cái cách tập trung cho nhân vật làm cho mình thấy rằng là bé Tài là một người sẽ có khả năng tiến rất xa. Trang Trần thay mặt và ekip Hạnh Phúc Máu cùng với tất cả tập thể diễn viên, những anh chị em làm lên tác phẩm này, mong muốn tất cả quý vị khán giả hãy đến rạp ủng hộ phim và cho ekip những cái lời nhận xét từ tích cực đến phản ánh, để cho ekip rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau này. Xin cảm ơn mọi người.